Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm nhâm dần Ngày này là ngày bính ngọa tháng nhâm dần, năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc Kim Quỹ giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tức. Về ngũ hành, ngũ hành nhìn mệnh thiên hà thủy ngày bính ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi canh tý mậu tý ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hơi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu tý canh tý tuổi xung trong tháng tuổi canh thân bính thân bính dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc sao thiên mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết cầu tài lộc sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết, Sao nguyệt ân, tốt mọi việc, Sao tam hợp, tốt mọi việc, Sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, Sao đại hào, tự khí, quan phú, sáu mọi việc, Sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, Sao ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành, Sao bạch hổ, kỵ về an tán. Sao tội chỉ, kỵ về tế tự, tố tùng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông sau đây mà các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết tử vi tuổi tý thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tý ngọ mạo dậu. Cái điều này làm cho cảm xúc của bạn trở nên có phần cực đoan, rất dễ nóng nảy, mất kiểm soát với những suy nghĩ tiêu cực ngập tràn ở trong đầu khiến cho bạn nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Và thời điểm này với bạn tuổi tí, bạn cần phải hết sức giữ bình tĩnh, chú ý trong những hành động của mình, sao cho đúng mực, không để gây ra những rắc rối cho bản thân, nhất là trong những công việc mà bạn được giao trọng trách đảm nhiệm. Bù lại, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tí, lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ vẫn mang đến cho bạn có được những cơ hội phát triển về công danh, sự nghiệp không hề nhỏ nếu như bạn biết nắm bắt thời cơ bạn hãy tự tin vào năng lực của mình bởi một khi tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình sẽ chẳng có thứ gì có thể cản trở bước đi của bạn được nữa và trong ngày thứ ba này với bạn tử tí, bạn lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc Điều này nhắc nhở bạn nên tránh xa những người nóng nảy, gây gõ có thể làm cho bạn mất vui. Đây cũng là ngày không phù hợp cho những giao dịch về tài chính. Vì vậy, bạn nên cẩn trọng thì vẫn hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim cảm xúc gắt gõng suy nghĩ tiêu cực từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy dễ mất kiểm soát khi không giữ được bình tĩnh từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, chú ý trong hành động sao cho chuẩn mực không tự gây rắc rối từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ có được cơ hội phát triển nếu như bạn biết nắm bắt thời cơ từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên tiến hành những giao dịch về tài chính trong ngày hôm nay và đánh giá của ba tuổi tí trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 10 số 61 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Thìn từ với tuổi xỉu thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành xỉu ngọ tư hại. Điều này khiến cho bà tuổi xỉu gặp phải nhiều phiền não với các mối quan hệ xã giao trong gia đình, gia đạo có sự bất an, anh em bất hòa, vợ chồng không quẩn khang khít như thuở ban đầu nữa. Ngày này bàn tù xỉu, dẫu có xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào, chỉ cần đôi bên vẫn nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng thì chẳng có điều gì là không có thể hòa giải được. Bạn đừng vì một phút nóng nảy, thiếu suy nghĩ mà để cho tình cảm sứt mỉa khiến cho cả hai không nhìn mặt nhau nữa nhé về phương diện tài chính của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này với bạn lại không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính trong cái thời điểm này bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình nhưng bạn cũng hãy nhớ là nên tiết kiệm sẽ vẫn hơn và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này sẽ giúp cho bạn có được tinh thần rất tích cực, bạn có khả năng đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá cao. Việc này có thể khiến cho bạn rơi vào guồng quay của sự bận rộn với công việc hiện tại, nhưng bù lại sẽ giúp cho bạn đi đúng hướng trong cái thời gian sắp tới nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim gia đạo bất an anh em bất hòa Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy tình cảm có nhiều mâu thuẫn dẫn đến sự rạn nứt Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tài chính được ổn định nhưng không tiết kiệm được nhiều tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ tinh thần tích cực làm việc hiệu suất tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc có nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12 số 53 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Dậu tuổi Hợi Ừ, với tuổi dần thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bàn tuổi dần cho chúng ta thấy là bàn tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngoại tốt phù trợ cái điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp bạn đã tìm thấy được tiếng nói chung sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình trong ngày hôm nay và bạn cũng nhận ra có rất nhiều điều thú vị nếu như bạn dành thời gian cho một cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn với người ấy nữa nhé và trong công việc ngày thứ ba này với ba tuổi dần bạn luôn hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người bạn mệnh rất quyết đoán cho nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi với những quyết định của bạn lại thường khá hấp tấp trong ngày này với bạn tuổi dần lại đang có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này khiến cho niềm vui của bạn lại có phần bớt đi một chút khi tiền bạc của bạn đang có điểm báo, có sự thất thoát, khó kiểm soát. Điều này cũng khiến cho bạn khá đau đầu. Bạn mạnh tuổi dần có thể liệt kê rõ ràng về các khoản chi tiêu của mình, xem điều bất hợp lý nó nằm ở đâu để điều chỉnh sao cho hợp lý sẽ tốt hơn cho bạn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có ngủ hành xung khác, cái điều này cho thấy bạn đang bị bối rối khi có nhiều việc đột xuất xảy ra và bạn hãy hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại, trong những lúc này bạn không nên đưa ra những quyết định quan trọng nào sẽ tốt hơn cho bạn nhé về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tìm được sự đồng điệu với nửa kia từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa các cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn đạt được hiệu quả cao từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ hăng hái nhiệt tình giúp đỡ mọi người cho nên hiệu suất công việc rất tốt từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tiền bạc bị thất thoát khó kiểm soát từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim dễ bị uh, rối tí khi có việc đột xuất xảy ra với đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá điều này làm cho bạn đang có điểm báo có sự mất mát về tiền của bạn nên chú ý tới việc quản lý về tài sản tiền bạc trong ngày hôm nay nếu không cần thiết tốt nhất là bạn không nên chi tiêu quá mạnh tay cũng cẩn trọng khi ra ngoài đường mang thiếu tiền bạc kẻo lại bị lừa gạt nữa nhé trong ngày này với bạn tuổi mão đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư vào thời điểm này. Bởi bạn có thể sẽ vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Bạn nên bình tĩnh, chờ đợi thời điểm khác sẽ thích hợp hơn. Hoặc là nếu buộc phải tiến hành thì nên tính toán cho thật cẩn trọng với bạn tuổi mão trong ngày này tài thần nằm ở hướng chính đông bạn nên ưu tiên hướng này để cầu tài lộc cho mọi sự được thuận lợi hơn đôi khi cần phải kiên trì thêm chút nữa nếu như bạn muốn có được thứ mà mình theo đuổi đã lâu trong ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc hỏa xung khắc điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo cách chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu dù bạn đã dành nhiều tình cảm cho người ấy nhưng cuối cùng bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp nhau chút nào. Về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có họa phá tài, chú ý trong cách quản lý về tài sản. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tránh việc chi tiêu quá mạnh tay, cẩn thận kẻo lại bị lừa lọc tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đối với những bạn kinh doanh buôn bán nên tránh đưa ra quyết định về đầu tư tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên kiên trì theo đuổi những gì mà bạn mong muốn tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cái chuyện tình cảm rối riêng không đi đến đâu và đánh giá của ba tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12, số 41, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. <laughs> từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bạn thủ thìn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Và rất có thể ngày tay trái của bạn sẽ giúp cho bạn có thêm được nguồn thu nhập ngoài luồng thoải mái trong việc chi tiêu hơn trước mà chẳng còn phải lo thiếu tiền tiêu như trước nữa nhé. Và với bạn tuổi thìn trong ngày này có được sự may mắn là nhờ bạn Mạnh là người biết tu trí làm ăn, lại biết tính toán hợp thời cơ. Hơn nữa, cũng bởi bạn không quá vội vàng, cứ làm tốt công việc của mình, Tu nên cũng tránh được một số những sai suất không đáng có nữa. Ngày này, với bạn tử thìn lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thọ vượng, báo hiệu cho bạn có được tin vui về con đường tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn cũng hãy chuẩn bị về tinh thần để đốn đảo hoa rực rỡ, tình duyên thăng cấp một cách nhanh chóng nữa và xem tử vi cho thấy theo nhì thập bát tú hôm nay là ngày tốt có sao thất đại kít không có việc gì phải kiên cử bạn nên thực hiện những công việc như là khởi công trong việc đều tốt tốt nhất là về xây cất nhà cửa cưới gã chôn cất trổ cửa tháo nước các vụ việc làm thủy lợi đi thuyền nhé về câu quýt cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tài lộc ùn ùn kéo đến thu nhập từ nghề tay trái tăng lên tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ biết tu trí làm ăn có tính toán của riêng mình tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không vội vàng cho nên tránh được những sai sót không đáng có tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tình duyên được khởi sắc đào hoa rực rỡ từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hôm nay khởi tạo việc gì cũng tốt nhé về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 10 số chưa 90 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu xám quý nhân phụ trợ tuổi thân tuổi tý tuổi giàu từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tỵ ngọ tư hội điều này cho thấy Cái chuyện tình cảm của bạn đang có được báo hiệu nhiều dấu hiệu khởi sắc và nhắc nhở những bạn đang còn độc thân trở nên căng thẳng dù bạn vẫn chưa tìm được một nửa thích hợp với mình ngày hôm nay với bạn có được đào hoa vượng, biết đâu sẽ mang đến cho bạn có được một nửa yêu thương ngay tức khác, chỉ cần bạn chấp nhận mở cửa trái tim mình nhé. Ngày này, đối với những người đã có đôi có cặp, những người đã có gia đình rồi, đừng có quá khắt khe với bản thân mình, cũng như là đối phương. Khi bên nhau, tình yêu không phải là tất cả, hai bạn cần phải cùng nhau để đối diện và vượt qua những thử thách của cuộc sống nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn con đường tài lộc được dồi dào, tiền bạc được rụng rịnh trong tay. Với bạn thủ Tỵ, thời điểm kiếm tiền đã đến ngay trước mắt và không để lỡ cơ hội đó. Sự cố gắng và nỗ lực của mình thành quả mà bạn đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày 22 tháng riêng năm nhâm dần. Theo hại thượng lãn ông, ngày này nhân thần nằm ở ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này vài câu quýt cho bản tuổi tỵ trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đào hoa khởi sắc sẽ tìm được một nửa yêu thương tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ người đã có đôi có cặp không nên khắt khe với bản thân và nửa kia tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tài lộc được dồi dào cũng được rũng rĩnh tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim biết nắm bắt thời cơ để kiếm tiền cải thiện thu nhập cho mình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đạt được thành quả xứng đáng nhờ quá trình nỗ lực mệt mài. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 23, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thân, tuổi dậu. tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bàn tuổi ngọ, tôi chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Điều này làm cho bạn tuổi ngọ trải qua một ngày không được mấy an nhàn. Bạn đang có điểm báo gặp không ít những rắc rối ập đến. bản mệnh tỏa ra rất hiếu thắng, bạn không chịu những lời nói kích bác của người khác mà sẽ đưa ra những quyết định nóng vội lắm nữa nhé. Và với bạn tứ ngọ, tính cách bốc đồng, sốc nổi cho nên với những lựa chọn của bạn trong ngày hôm nay không thực sự chính xác. Đó cũng là điều mà bạn thấy tiếc nối khi nhìn lại về sau này. Có lẽ bản thân của bạn nên học cách kiềm chế lại cảm xúc của mình sẽ tốt hơn. Với bạn tuổi ngọ, chính vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình cho nên, có thể quản nội nóng vô cớ với người mà mình yêu thương, khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng vì đối phương không thể chịu nổi sự thất thường ở nơi bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử ngọa, cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tử ngọa không nên bỏ bê công việc vì chuyện cá nhân. Nếu như bạn không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, thì chắc chắn bạn sẽ chịu sự khiển trách của cấp trên nữa nhé về câu quyết cho bản tuổi ngọa trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim gặp nhiều rắc rối do bản tính hiếu thắng nóng nảy tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy dễ đưa ra những quyết định nóng vội khi bị kích bác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hối hận vì lựa chọn đưa ra lúc uh, đang sốc nổi tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ vô cớ nội nóng với nửa kia khiến cho mối quan hệ trở nên rạn nứt, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt. và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 48, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành, ngọa mùi nhị hợp. Điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày khá suôn sẻ. Ngày này các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa rất tích hợp để cho bạn tiến hành các kế hoạch về hợp tác làm ăn thu lợi về cho cả hai bên. Tuy nhiên, trong ngày này với ba tuổi mùi, có vẻ như bạn làm việc theo cảm tính nhiều hơn lý trí. Có thể là do bạn dễ vì nể nang một số người nào đó trong mối quan hệ mà bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn bên trong. Đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán lại càng nên tránh những tình huống như thế này để không mất tiền một cách khó xử nhé trong ngày thứ ba này với bàn tuổi mùi lại đang có được chính tài ở bên đảm bảo cho bạn rằng có được nguồn thu nhập ổn định công việc hoàn thành tốt cũng chính là điểm cộng cho bạn trong ngày hôm nay. Lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bàn tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn được hanh thông rộng mở với những nỗi buồn trong quá khứ không còn điêu bám bạn mãi nữa bạn mạnh biết mình đã rung động và đã cảm thấy nhớ thương người mà trước đó bạn không hề thân quen nữa nhé về câu quýt cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, nhân duyên hài hòa, hợp tác làm ăn có lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, làm việc theo cảm tính nhiều hơn lý trí. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, vì nể nang tình cảm mà bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, thu nhập được ổn định nhờ vào công việc hoàn thành tốt. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, vượt qua được những khó khăn trong quá khứ. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 49, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây là hung thần khiến cho bạn mệnh gặp phải nhiều khó khăn trong ngày hôm nay, làm cho bạn khó có thể được tiến bước trên con đường công danh, danh lợi của mình như ý nhé. Họa tiểu nhân rình rập luôn tìm cách phá hoại công việc của bạn trong ngày hôm nay mà nguyên nhân cũng bởi nhiều khi bạn chỉ chuyên tâm vào làm việc của mình mà chẳng hề để ý tới mối quan hệ xã giao ở nơi công sở có thể vì thế mà vô tình động chạm tới những kẻ xấu, những kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn với nửa kia cũng không được tốt đẹp cho lắm hai bên có thể xảy ra hiểu lầm vào ngày hôm nay và bạn cũng đừng có vội nóng giận mà hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những xích mích không đáng có và để đi được cùng nhau tới bước này, cả hai đã phải trải qua không ít sóng gió, ra nan. Cho nên, dù có bất đồng xảy ra đi trong nữa hay là rông tố ập đến, hai bạn cũng đừng có vội buông tay. Miễn là con tim luôn hướng về nhau thì chẳng có chuyện gì là không có thể vượt qua được về câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, khó khăn nhiều bề, quân đường danh lợi, có nhiều trông gai. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, họa tiểu nhân rình rập, có người tìm cách phá hoại công việc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, thiếu đi sự tinh tế trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, tình cảm có dấu hiệu rạn nứt hiểu lầm Linh Minh từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên bình tĩnh nói chuyện để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, xích mích. Và đánh giá của bản tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 78, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bàn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này đang đón nhận nhiều thuận lợi để phát triển sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh đây chính là điều kiện hỗ trợ bạn mệnh vẫn cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn nữa để đạt được điều mình mong muốn nhé với bạn tuổi dậu trong ngày này, cơ hội may mắn không phải ai cũng có được, thế nên bạn hãy biết trân trọng lấy nó, cố gắng phát huy hết khả năng của mình, cũng như là thể hiện tinh thần trách nhiệm với việc mình làm sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, bạn lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này cho thấy tình cảm giữa bạn và người ấy phải cần có thêm nhiều cố gắng để vun đắp hơn nữa. Nếu không chịu khó để xây đắp tình cảm thì đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mình đang ở rất xa trái tim người ấy. Cuộc sống với nhiều thay đổi và cán dỗ có thể khiến cho bạn và người ấy dần xa nhau. Bạn hãy để cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi, tìm cách hâm nóng tình cảm để chuyện tình cảm của hai người không còn phai phôi nữa nhé. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi dậu trong ngày này, ạ tương đối là bình ổn, không cần phải lo lắng nhiều, vẫn đảm phục vụ cho công việc của bạn. Về câu quyết cho bạn thủy dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn để đạt được điều mình mong muốn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cố gắng phát huy khả năng để thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, cả hai cần phải chung tay, vun đắp tình cảm thì mới được lâu bền. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, đừng quên hâm nóng tình cảm để kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 66, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này báo hiệu cho bạn có được một ngày nhiều niềm vui về tiền bạc sẽ đến với bà tuổi tuất có thể sẽ nhận được một khoản thu nhập bất ngờ nào đó như thế là bốc thăm trúng thưởng thậm chí là trúng số có người còn nhặt được tiền rơi cát khí tăng vượng giúp cho tiền bạc không ngừng đổ về túi ùn ùn và khiến cho tâm trạng của bạn tràn đầy vui vẻ lần lần suốt cả ngày nữa nhé và trong lúc rụng rịnh tiền tiêu như vậy với bà tuổi tuất cũng đừng có tiêu xài một cách phung phí. Bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân mình để ra một khoản tiết kiệm trước khi số tiền bạc mà bạn đang có để đảm bảo một tương lai vững vàng hơn về sau này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này mang lại cho bạn có được sức khỏe dồi dào để chống lại dịch bệnh. Cái điều quan trọng là việc phòng ngừa tốt nên sức khỏe của bạn không cần phải đáng lo ngại đối với bản mệnh trong thời gian này. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Tuất đó, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính Đông để gặp được nhiều may mắn, cầu tài như ý, công việc thắng lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa đón nhận vận may bất ngờ về tiền bạc, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, dù với tiền rụng rỉnh cũng không nên vội tiêu xài một cách hoang phí. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, ít kiệm thối quyền tốt giúp cho bạn an tâm về tương lai. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, sức khỏe dồi dào, đủ khả năng chống lại dịch bệnh. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nên chọn hướng may mắn khi xuất hành trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi hỏi thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên ấn nhập cục điều này báo hiệu cho bạn ngày hôm nay phải cần chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý để có thể đương đầu với những nguy cơ có thể xảy đến trong công việc của bạn rắc rối liên tiếp khiến cho bạn không kịp trở tay và có dấu hiệu lao lực do làm việc quá sức nữa tuy nhiên với bản tuổi hợi trong ngày này bạn mạnh hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn trước mắt nếu như bạn biết cách phát huy năng lực tiềm ẩn của mình khi đó bạn sẽ nổi bật lên hạn so với những đồng nghiệp đang làm cùng bạn đừng có ngại thay đổi bởi thay đổi có thể sẽ khiến cho bạn đạt được thành công nhé Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc, làm cho bạn cũng đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có nguy cơ, có sự bất đồng giữa các cặp đôi và rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Vốn từ bất đồng nhỏ nhưng do cả hai không thông cảm cho nhau cho nên dở dẹ trở thành những mâu thuẫn lớn với bạn tuổi hợi, bạn cần phải chia sẻ với những khó khăn của mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm và chia sẻ. Đừng có dự ở trong lòng một mình rồi sinh ra hậm hực với người ấy nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa công việc có nhiều nguy cơ rắc rối liên minh tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ biết cách phát huy năng lực tiềm ẩn để vượt qua khó khăn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc đôi lứa bất đồng về chuyện tiền bạc tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim đừng có ngại thay đổi bản thân mình để vươn tới thành công tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên chia sẻ những khó khăn với nửa kia để nhận được sự thông cảm Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 75, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào lại